anh mấy cái xe đó đủ không vậy? Nhiều lắm mà. Em đang đi làm á, chở mà đứng đó rồi em đụng luôn bây giờ. Hello, bà đầu xin chào cả nhà. Cả nhà biết hôm nay mình đi làm gì không nè cả nhà? Đi hai vợ chồng làm YouTube nhiều quá nhưng mà không có được bao nhiêu tiền á. Bây giờ phải đi đổi nhà đi đụng dây chai nè cả nhà. Bây giờ khoe cho cả nhà thành quả của hai vợ chồng đã chuyển đổi nghề đi lượm dây chai, mà đi lượm dây chai cũng không được bao nhiêu cả nhà, mấy tháng mới được nhiêu đây. Mở lên anh, mở ra. Cái này là thành quả của đây là một nguyên một xe dao chai nha các bạn. Nguyên một xe dao chai luôn. Bây giờ phải lấy ra đi đổi để mà kiếm tiền về mua đồ ăn cả nhà. Mua sữa cho con uống. Mua sữa cho con nó uống. Tại vì giờ ở nhà cũng hết sữa nữa rồi. Đây các bạn, cái chỗ này là cái chỗ đổi lon. Ở đây mấy cái lon mà trống đó, người ta vô đây người ta đổi là lấy tiền lại. Đây là để cho vợ đậu làm thôi. Đó là lon không nha các bạn. Cái này mình ở nhà lâu lâu mình đem đi, mình gom mấy cái lon lại mình đem đi mình đổi. Lúc trước là mình cho người ta không à, tại bữa nay mấy cái người đó không biết khâu không lại lấy nữa, cho nên bây giờ tự mình đi đổi luôn. Đi làm đi lượm dây chai đi bán mà tự nhiên nói cho người ta. Không mà thật sự cả nhà, lon là lúc trước á, là cái này là thường á, ở nhà thường mấy đứa nhỏ mấy đứa con mình cũng hay uống nước ngọt lắm cả nhà. Rồi lúc trước là tụi mình hay giữ lại mấy cái lon để cho mấy cái người giống mình, thường ở bên đây mấy người lớn lớn tuổi á, có nhiều người người ta đi xin mấy cái lon về người ta đi đổi, mà mấy hôm nay đợi lâu quá rồi không thấy ai lại hết, bởi vậy hôm nay cứ để ở nhà hoài thì rất là lâu nhiều. Quá rồi, ít thêm một xe luôn. Nào, cái nón của anh em lấy em đội nhiệt kỳ vậy ta? Cái nón của anh em lấy em đội nhiệt kỳ vậy? Em đội nhìn vậy nó mới ngầu, nhìn mới giống là mình đi bán vô chai hả? Đi bán vô chai chứ. Mấy cái nữa đã giả làm đã vừa nhập vai thì phải nhập vai vô cho tới luôn rồi, thì đi vô cũng coi coi. Rồi bây giờ kết quả rồi mình sẽ chia sẻ với mấy bạn. Đi tìm cái nào đi. Nên anh quay thay. Bây giờ mình phân loại, mình bắt trước người ta, mình phân loại hết mấy cái lon ra luôn cả nhà. Để rồi sau đó thì họ nói cho mình biết giá cả ra sao. Tại vì mấy lần trước á, toàn là hai vợ chồng mình cho người ta thôi rồi, không khi nào mà lấy nữa. Cái này là lần đầu tiên tụi mình mới lấy lại mấy cái này để đi đổi. À, giờ mình sắp ra, phụ vợ đậu sắp ra rồi, chúc mình coi bao nhiêu thôi các bạn ha. Rồi, thôi sắp phụ em đi nha. Rồi. Xong hết rồi phải không? Xong hết rồi phải không? Nghe luôn trong đây nó ồn lắm cả nhà, em phải tiếng lon mà không á. Cái lon cái mỗi cái giờ là 10 cm các bạn. Có 10 cm nữa. Hôm nay nghỉ tất cả mấy ngàn cái không? Hôm nay hai vợ chồng vô mánh rồi. Mốt đổi nghề đi bán dây chai luôn. Này chắc mốt con nghỉ làm đi lượm lon được rồi. Mốt con nghỉ làm đi lượm lon được rồi. Thì này đổi nghề luôn cả nhà ơi, làm YouTube không có tiền. Bây giờ đi lượm lon một cái lon vậy không còn được 10 xem nha. 10 cái gì được 1 đồng 1 đô đó nha các bạn. Đây nè, giá tiền nè. Được. Đó, này mỗi cái nó lên giá này. Mỗi một cái loại lon. Thấy được cái giá đi nè.
uống không tính giá rồi uống cho mình. We'll sort it out again, actually. Cái nước ngọt với lon rượu á, không có lộn chung được các bạn ơi. Cái giá tiền nó khác nữa mà. Tiền cái vợ đậu thấy mừng cười hớn hở. $33 cái này trúng số rồi, cái này mới chỉ một nửa thôi, còn một đống bên kia nữa kìa. Nhưng mà hai cái chỉ đó là của mình không á. Điếm mỗi tay luôn rồi. Đi tới đâu mà đại náo tới đó. Xong chưa? Xong hết được không? Xong hết rồi, chuẩn bị đi. Wow. Đồng 50 cent cả nhà. $75 luôn. Wow. Wow, lấy được tiền. Thank you. Have a good day, man. Yeah. Ah. Làm nghề cũng chai chai, mình đi ra ngoài đi, ra ngoài đi. Em rửa tay cái. Hôm nay mình đi lần đầu tiên đổi, bởi vậy không biết, không có mang bao tay luôn cả nhà. Và bây giờ có sao rửa đi, chỗ rửa đàng hoàng. Đây nó làm như bên đây cái nhà nước nó làm như vậy đó để người ta không có bỏ phí mấy cái dầu chai các bạn. Làm vậy người ta cũng có thể recycle lại. Đây nè cả nhà. Ôi. Từ nãy giờ tính ra là hai vợ chồng mình thì hụt làm chắc từ nãy giờ chắc cũng tiếng 2 tiếng à. 1 tiếng không? Chẳng tiếng à. Vô đây soạn cũng cực lắm các bạn, tại nguyên mà đóng nguyên một xe, mới một xe là lon không. Nhưng mà hai vợ chồng soạn tính ra là bây giờ được thành quả là được 74 đồng 50 cent luôn cả nhà. Thật sự mà mình nói là ở bên đây á, rất là nhiều người lớn tuổi họ không có việc làm á cả nhà, cái thỉnh đi ta lượm. Tỉnh thoảng cái hồi chạy vòng vòng vậy á, cái có nhiều người ta thấy vậy rồi. Giống mình là mấy lần trước á là tụi mình uống xong rồi tụi mình cũng cho mấy cái người lớn tuổi để họ đi đổi. Không có nhiều người người ta không có làm, người ta cũng uống xong người ta dục rác các bạn. Dạ. Nó phí nó với lại nó ô nhiễm môi trường rồi á. Mình làm như vậy mình cũng không có phí mấy cái lon, mấy cái dao chai này, không có ba cái mũ, ba cái lon này nó mình không có dục. Như mấy cái này là người ta có thể là người ta tái chế lại được bởi vậy đó. Rồi làm vậy nên nhưng mà nhờ như vậy là cái này cũng là việc cũng cho để cho dành cho những người lớn tuổi nữa cả nhà, nhiều người người ta không có việc làm á. Với lại bên đây là mỗi lần mình mua nước ngọt hay là mình mua mấy cái nước uống bia rượu này nọ đâu cái chai như vậy thì mình cũng phải đóng một chi phí vô trọng. Yeah. Bây giờ là mà mấy cái người mà người ta lượm mấy cái này là người ta bán là người ta trả lại đây á là người ta lấy cái chi phí đó lại thôi.
Thì thường, bây giờ mình cũng vậy. Thường mình mua một kết nước ngọt á cả nhà, là mình cũng có trả thêm là cái đó hình như một là đồng mấy á, tiền mấy cái chai, mấy cái lon á cả nhà. Rồi tính ra là bây giờ là tụi mình chỉ việc đổi lại mấy cái lon và tụi mình lấy cái tiền đó lại thôi. Đó. Nhưng mà cũng được nhiều lắm nha cả nhà. Ở bên đây á, mấy cái người lớn tuổi ha, mà ai mà không có việc làm ha, mình đi có thời gian á, mình đi một vòng mình lượm mấy cái đó lại đó. Mình trả lại đây, mình lấy cái chi phí đó lại cũng có tiền nha các bạn. Cũng là một công ăn việc làm. Dạ, cái đó cũng là một cái việc làm luôn cả nhà. Đó, cả nhà thấy không? Tính ra là nếu mà hai vợ chồng mình, anh Đậu á, là bây giờ định đổi nghề luôn rồi. Anh thấy tự nhiên hôm nay đi mà hai vợ chồng đổi ra được nhiêu đây tiền, bằng một ngày đi làm của mình luôn cả nhà. Mình làm cái đó. Tiền này mình lấy lại, không thế, không gì hết ráo. Mình đổi lại, mình lấy tiền thẳng vậy luôn. Này là lần đầu tiên hai vợ chồng mình đi đổi thôi, lần mình đổi để cho biết. Lần đầu tiên hai vợ chồng mới đi đổi, nếu mình là mình cũng muốn trải nghiệm đi vô trong đây để biết ở trong đây cái cách họ đổi ra sao thôi, rồi chia sẻ cho cả nhà xem thôi. Chứ ngoài ra là từ đó giờ tụi mình cho không. Với lại các bạn nào mà muốn đi đổi lon á thì mình các bạn cũng coi thấy là trong đây nó làm sao rồi, thì các bạn có thể dành giữ mấy cái lon lại, mình đi vô lâu mình vô mình đổi. Ok thôi, bây giờ hai vợ chồng mình cũng cảm ơn cả nhà đã xem và theo dõi kênh của hai vợ chồng mình nha. Nếu cả nhà thích thì hãy bấm like, đăng ký và chia sẻ cho vợ chồng mình nữa nha. Cảm ơn cả nhà nha. Ok, cảm ơn các bạn nha. Bye bye, bye. Let's go em, đi ăn phở. Đi ăn mừng thôi. Let's go.